Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Số tiền nhận hối lộ vụ Vạn Thịnh Phát, một scandal rất nghiêm trọng, nguy hiểm. Quý vị thân mến, quả vụ Vạn Thịnh Phát có thể nói với số tiền nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ của bà Đỗ Thị Nhàn là scandal tiêu cực rất nghiêm trọng và hết sức nguy hiểm. Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của ngân hàng SCB ít nhất là hơn 100 triệu đồng và nhiều nhất là 8,7 tỷ đồng. Qua vụ án này có thể nói với số tiền nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ của bà Nhàn là scandal tiêu cực rất nghiêm trọng và hết sức nguy hiểm. Đây là một con sâu làm dầu nồi canh, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào công tác thanh tra và kiểm tra. Điều này cũng tiếp tục cho thấy nhận định của các cơ quan chức năng về việc xảy ra tham nhũng trong chính các cơ quan thanh tra, kiểm tra là hoàn toàn đúng. Có thể xem đây là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay. Việc phát hiện, điều tra và xử lý hành vi này cũng cho thấy sự nghiêm minh, quyết liệt của công tác phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ, dù bất cứ là ai và ở cơ quan nào. Đồng thời qua đây cũng cần nhận thức rõ đoàn thanh tra và kiểm tra là những đoàn đại diện của cơ quan có chức năng phát hiện và xử lý sai phạm, vi phạm, chống tham nhũng, tiêu cực, nhưng lại tham nhũng, tiêu cực thì phải xử lý thật nghiêm minh để làm gương và răn đe. Tuy nhiên, vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ và còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Thực tế, thời gian qua, dư luận cũng nêu nhiều về việc các đối tượng thanh tra có vấn đề luôn tìm mọi cách sắp xếp để kết luận nhẹ nhàng đi. Muốn như vậy, đối tượng bị thanh tra phải dùng mọi thủ đoạn, mánh khóe, kể cả sử dụng tiền, rất nhiều tiền nhằm hối lộ đoàn thanh tra để kết luận nhẹ hơn như là vụ Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB. Ở đây cần nhìn nhận việc trưởng đoàn thanh tra nhận số tiền rất lớn, hơn 5,2 triệu đô la Mỹ và tất cả các thành viên trong đoàn đều nhận hối lộ như vậy không phải là đơn giản. Do đó các cơ quan điều tra cần làm rõ xem sau khi nhận xong họ dùng tiền đó vào làm gì, có chia chác và gửi ai không và có ai chống lưng phía sau hay không. Đồng thời qua vụ việc này thì các cơ quan chức năng, cơ quan thanh tra phải rút kinh nghiệm rất nghiêm túc, sâu sắc, tránh mắc phải sai lầm rất lớn như vậy. Khi thành lập đoàn thanh tra, trước tiên phải tin cán bộ thanh tra nhưng phải có biện pháp để giám sát chặt chẽ đoàn thanh tra. Trong đó khi thành lập đoàn thanh tra, cơ quan thẩm quyền phải mời đoàn thanh tra lên làm việc, quán triệt nghiêm túc về tư tưởng để họ không muốn, không dám làm bậy, không nhận quà biếu mà phải thực sự công tâm và khách quan. Đồng thời khi biết đối tượng thanh tra có vấn đề, đoàn thanh tra đã thanh tra xong về báo cáo, kết luận lại nhẹ nhàng qua loa, đại khái thì cần xem xét và thẩm tra. Trường hợp còn nghi ngờ thì có thể thành lập đoàn thanh tra thứ hai để thanh tra, giám sát lại. Khi làm được như vậy thì sẽ giảm bớt được những tiêu cực trong công tác thanh tra. Qua vụ Vạn Thịnh Phát, cần kiểm soát dòng tiền các madam ông bầu. Kính thưa quý vị, một số đại biểu Quốc hội dẫn vụ Vạn Thịnh Phát SCB để minh họa và đề nghị cần có quy định cụ thể giám sát sở hữu chéo dòng tiền trong lĩnh vực ngân hàng. Mới đây, Quốc hội thảo luận về dự luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đây là dự luật đã được Quốc hội thống nhất thông qua vào kỳ họp gần nhất thay vì thông qua ngay tại kỳ họp này. Bởi như ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội và giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều vấn đề còn có các ý kiến khác nhau và cần hoàn thiện hơn. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai là một trong những người đề cập khá sâu về tình trạng sở hữu chéo, chi phối, thao túng các tổ chức tín dụng. Ông cho rằng việc này tạo ra các rủi ro mang tính cấp bách và cần phải được xử lý triệt để. Tôi cho rằng sở hữu chéo, chi phối và thao túng ngân hàng là các thủ thuật rất tinh vi và thường là vô hình. Tuy nhiên đối với đối tượng vô hình và thường xuyên biến đổi này, ta lại dùng các công cụ như luật đang thiết kế như là giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, giảm hạn mức cấp tín dụng và mở rộng đối tượng không được đảm nhiệm chức vụ. Tức là ta đang lấy cái hữu hình để trị cái vô hình. Theo tôi là không hiệu quả. Quan điểm của đại biểu An là cần phải xác định được tổ chức cá nhân nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng và luật cần phải xây dựng được các quy định để làm rõ được cá nhân, tổ chức có quyền chi phối, có ảnh hưởng tới việc ra quyết định của một ngân hàng. Giải pháp mà ông An đưa ra là minh bạch thông tin của tất cả các tổ chức cá nhân là cổ đông của ngân hàng thương mại, chứ không nên giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông. Đồng thời cần phải quy định nghĩa vụ công bố thông tin cho cổ đông và nhóm người có liên quan đến sở hữu cổ phần của ngân hàng. Ông An cũng nêu hiện nay, những tổ chức tín dụng chưa niêm yết thì chưa chịu chi phối của quy định của công bố thông tin. Đặc biệt, đại biểu An đề nghị phải có các quy định nhằm kiểm soát được dòng tiền, nguồn vốn góp thông qua cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát dữ liệu cá nhân.
Ông đề nghị dự luật phải quy định hết sức cụ thể vì dòng tiền phải từ đâu đó, từ cá nhân nào đi vào chứ không phải tự nhiên mà có. Vụ Vạn Thịnh Phát cho ta thấy một bài học như vậy. Qua vụ Vạn Thịnh Phát, ông An nhận xét quy định hạn chế chuyện nhờ người khác đứng tên trong dự luật còn rất chung chung, cụ thể là không được góp vốn mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật. Ông An nói, quy định như vậy sẽ rất khó xử lý. Thế nào là góp vốn mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác? Quy định này sẽ được triển khai trong thực tế như thế nào? Tôi đề nghị quy định rất cụ thể để có cơ sở phương pháp phòng ngừa, đặc biệt là trước những ma trận mà ta hay gọi một cách mỹ miều là hệ sinh thái do các ông bầu, ma đam đứng sau các ngân hàng tạo dựng nên. Nutifood muốn xây tặng thành phố Hồ Chí Minh cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng để tri ân cộng đồng. Quý vị thân mến, công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đã có chia sẻ về đề xuất xây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn. Về lý do đề xuất tài trợ chi phí xây cầu đi bộ bắc ngang sông Sài Gòn, công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cho biết để tri ân người tiêu dùng đã ủng hộ các sản phẩm của công ty trong hơn 20 năm qua. Bên cạnh kinh doanh, các hoạt động đóng góp cho cộng đồng luôn được Nutifood đặc biệt chú trọng và tích cực thực hiện kể từ những ngày đầu thành lập. Hàng năm, công ty dành hơn 100 tỷ đồng để đồng hành cùng trẻ em, người nghèo trên khắp cả nước thông qua các chương trình học bổng, xây cầu, xây trường, hỗ trợ dinh dưỡng. Chính vì vậy, khi biết được chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xây dựng cây cầu đi bộ bắc ngang sông Sài Gòn, một địa điểm quan trọng không chỉ có giá trị về kinh tế, văn hóa, mà còn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, công ty đã quyết định chung sức đề xuất hỗ trợ kinh phí cho công trình này. Chia sẻ thêm về đề xuất, ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood cho hay, công ty cũng ấp ủ ý định đóng góp một cái gì đó thật sự ý nghĩa, có giá trị xuyên thời gian, mang tính biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh để hàng triệu người được thụ hưởng trong vòng 10 đến 20 năm và hơn thế nữa là bên cạnh những chương trình tri ân đơn lẻ. Để thực hiện được việc này, chúng tôi xác định sẽ phải thắt lưng buộc bụng trong vài năm, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết. Dù đây là khoản ngân sách rất lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện vì ý nghĩa lâu dài mà cây cầu mang lại. Cầu đi bộ bắc ngang sông Sài Gòn khi hoàn thành sẽ có thêm một địa điểm cho người dân, du khách tới vui chơi và giải trí. Dự kiến công trình sẽ được khởi công chính thức vào ngày 30 tháng 4 năm 2025 để chào mừng 50 năm thống nhất đất nước. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. We'll be right back.